Dạ, xin kính mời quý vị và các bạn xem xong video này rồi chúng ta bắt đầu học đi hả? Ây da, đùa vậy thôi chứ hả? Xem xong lâu thế mẹ luôn à. Ok, đây là một số vấn đề cơ bản nhất của class. Đầu tiên, chúng ta khai báo thư viện thăng in Includea EO stream. Ok, mọi người nhớ là tắt Anki hay Việt Ki đi nha. Using namespace std. Ok, bây giờ đến khai báo class. Thì ở trong class này chúng ta sẽ sử dụng từ khóa đó là class luôn, chính là class. Tiếp theo, tên của class, mình sẽ tạo class có tên là sinh viên. Ok, thì quy ước để đặt tên của class như sau. Chúng ta sẽ đặt tên cho class bằng các chữ cái đầu là viết hoa, để mọi người khi chấm bài hoặc là khi đi code hoặc debug thì sẽ nhìn vào đấy và biết à, sinh viên này nó là class. Ok, trong class này chúng ta sẽ có các thuộc tính và phương thức. Thì class là gì? Là tập hợp những thuộc tính của một đối tượng nào đó. Ví dụ như sinh viên thì sẽ có tên, tuổi, mã sinh viên, quê quán, nghề nghiệp, năm sinh, tình trạng hôn nhân, các thứ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thuộc tính. Thuộc tính chúng ta sẽ để là private. Nhớ nha, thuộc tính là private. Thì trong thuộc tính này chúng ta sẽ có string bằng string mã sinh viên. Ok, string tên, tên sinh viên và string, à không, này mình sẽ là integer tuổi sinh viên. Tiếp theo, khi đã có các đối tượng như thế này, chúng ta muốn truy xuất đến các đối tượng thì chúng ta cần phải thông qua các phương thức. Phương thức là gì? Phương thức là những hành động được trừu tượng hóa lên. Ví dụ sinh viên thì có thể nói chuyện, có thể tán tỉnh, có thể yêu nhau hoặc có thể làm bất cứ điều gì đó. Thì chúng ta bây giờ trừu tượng hóa nó lên như sau. Phương thức thì chúng ta sẽ để là public. Phương thức là public, còn thuộc tính là private, nhớ nha. Lớp là tập hợp của thuộc tính và phương thức. Ok, public. Chúng ta sẽ tạo một hàm. Hàm này chúng ta gọi là hàm tạo. Hàm tạo có chức năng gì thì chút nữa mình sẽ nói. Đầu tiên, hàm tạo là hàm có tên trùng với tên class. Hàm này được dùng để làm gì? Để khởi tạo giá trị mặc định cho class như sau. Chúng ta có mã sinh viên bằng, à mình xin lỗi, mã sinh viên mình sẽ để là integer bởi vì nó toàn là số thôi. Mã sinh viên mình sẽ để nó là 665112012 đi. Tên sinh viên mình sẽ để là, vì nó là kiểu sâu nên chúng ta sẽ để trong dấu ngoặc kép như này, Phạm Duy Thành. Tiếp theo là tuổi sinh viên sẽ là 21. Ok, kết thúc hàm tạo. Sau đó chúng ta sẽ tạo một phương thức là kiểu voice, nghĩa là không có kiểu trả về. Nghĩa là phương thức này mình sẽ để là nói chuyện. Thì trong phương thức này cũng là một hàm. Thì trong cái hàm nói chuyện này chúng ta sẽ cout ra màn hình. Xin chào các bạn, tôi là Thành. Ok, là tiếp theo phương thức, chúng ta có thể tạo phương thức bất kỳ nhé. Ví dụ chơi game chẳng hạn.
Thì trong phương thức chơi game này chúng ta sẽ CL ra màn hình. Tao đang chơi game. Ok. Ok. Dùng hơi nhiều chuột. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hàm image. Phần tiếp theo mình sẽ tạo một cái hàm để truy xuất, mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với image, hàm main, hàm quan trọng nhất của chúng ta. Hàm mọi chương trình đều bắt đầu chạy từ hàm main. Đây, bắt đầu từ đây là mình chạy. Trên này là khai báo để làm tường minh các vấn đề của chúng ta thôi. Thì trong hàm main này chúng ta sẽ thử làm một việc, đó là định vị kiểu dữ liệu cho một đối tượng bất kỳ, đối tượng cụ thể. Đối tượng ở đây sẽ là sinh viên 1, mình sẽ đặt tên là sinh viên 1, và kiểu dữ liệu nó sẽ là tên của class. Thực ra chúng ta tạo một class này chính là chúng ta đang định nghĩa một kiểu dữ liệu mới. Đó, như sau. Thì sinh viên, từ khóa sinh viên này giống như từ khóa integer, string, char, double, float. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với sinh viên 1. Ok. Chúng ta sẽ làm gì với cái biến sinh viên 1 này? Chúng ta sẽ cho sinh viên 1 chấm chấm đến đâu? Chấm đến chơi game. Chẳng phải. Chúng ta sẽ cho chấm đến hàm chơi game như sau. Chúng ta sẽ cho return 0 nhé, cho nó sạch. Ok. Sau khi chấm đến hàm return, sau khi chấm đến cái chơi game này thì đây, như mọi người thì nhìn thấy, cho nhỏ lại. Thì đây, như mọi người thì nhìn thấy là hàm chơi game sẽ cl ra tao đang chơi game. Ok. Tiếp theo cho sinh viên 1 chấm đến hàm nói chuyện. Ok. Thì lúc này nó sẽ cl ra màn hình: chào các bạn, tôi là Thành. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thử cho sinh viên, hàm sinh viên này chấm đến cái hàm tạo kia xem được không nha. Hoặc ngay bây giờ chúng ta sẽ cho chấm đến mã sinh viên và tên sinh viên xem có được hay không. Sinh viên 1 chấm mã sinh viên, xem có chuyện gì xảy ra nhé. Cl, mình sẽ cl sinh viên 1 chấm đến mã sinh viên. No member in... À, mình xin lỗi, chữ V này là chữ V nhỏ. Ok, đây, lỗi. Sinh viên, mã sinh viên là private, vì vậy chúng ta không thể truy xuất nó bằng cách chấm vào nó được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử cho sinh viên 1 chấm đến hàm tạo cái của chúng ta xem sao nhé. Ok, cũng không được. Bởi vì invalid view of sinh viên, chúng ta không thể sử dụng cái hàm này để làm công việc truy xuất được. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để truy xuất ra những cái thông tin ở trong này đây? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái hàm tiếp theo, đó là hàm in thông tin. Hàm này có nhiệm vụ, mình sẽ tạo hàm này ra với nhiệm vụ là in ra màn hình thông tin như sau: CL tên sinh viên. Mã sinh viên. Tuổi sinh viên chấm.
Ok, thì với cái hàm này của chúng ta, khi chúng ta sẽ cho sinh viên 1 truy xuất đến in thông tin, thì chúng ta sẽ nhận được, à mình xin lỗi, đây sẽ không có cout nữa mà chúng ta chỉ có truy xuất thôi. Đây thì chúng ta sẽ nhận được thông tin như sau: Phạm Duy Thành 66511-2012, tuổi 21, như sau, như trên màn hình các bạn nhìn thấy đó. Thì đây chính là cách để chúng ta truy xuất một thông tin qua một hàm, qua một phương thức. Chúng ta sẽ tạo một phương thức để truy xuất thông tin từ class khi mà các thuộc tính của class là private và sẽ không cho những cái thành phần ở ngoài class truy xuất đến. Thì chúng ta sẽ phải thông qua một cái gọi là hàm bạn hoặc là phương thức từ định nghĩa. Thì hàm bạn là gì? Chúng ta sẽ đến với series, sẽ đến với bài học trong phần tiếp theo. Còn bây giờ thì bài học của chúng ta hôm nay đến là kết thúc. Kết thúc bài học này chúng ta sẽ nắm được vấn đề như sau. Đó là cách khai báo class, cách khai báo các thuộc tính, cách khai báo các phương thức, cách đơn giản để sử dụng các phương thức, cách truy xuất tới các phương thức, cách truy xuất tới class, cách truy xuất, cách tạo ra một cái hàm gọi là hàm tạo. Hàm tạo này nhằm mục đích tạo ra giá trị mặc định cho các thông tin trong class. Hàm tạo có mục đích là tạo ra các giá trị mặc định. Đấy, bài này mọi người chỉ cần quan tâm đến như vậy thôi. Còn ở bài tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với hàm hủy, đến với hàm bạn và đến với một số thông tin cơ bản hữu ích khác của class. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ mình sẽ bật nhạc lên mình nghe. Sau đây là ca khúc Tình Đơn Phương của ca sĩ Lam Trường, do Dương Y Quất và Tùng Acoustic thể hiện. Thiệt là hay quá đi hả? Nhạc thiệt là hay đó hả? Ây da, bây giờ chúng ta sẽ tắt cái màn hình này đi hả? Xin kính chào toàn bộ quý bạn và các vị nha.